đây mới gọi là pha ngoạn mục nhất của ngày hôm nay. Úi giời ơi, một pha lên đôi con luôn. Câu cá TV2 mến chào cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Câu Cá của mình để cùng có những giây phút thư giãn thoải mái nhất sau những bộn bề lo toan của cuộc sống. Hãy hòa mình vào với thiên nhiên để tận hưởng những cảm giác thanh bình và lánh xa những ưu phiền. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy xem và chia sẻ cho những người cùng sở thích. Hãy nhấn nút đăng ký nếu thấy thích phong cách của mình. Đừng quên nhấn nút chuông thông báo để xem thêm những video thú vị tiếp theo các bạn nhé. Sáng hôm nay Câu Cá TV2 sẽ đi câu cá một mình, bởi sư phụ thì bận công chuyện. Chắc cũng ghé qua nhưng không phải để câu, mà để xem mình câu kéo thế nào mà thôi. Địa điểm câu hôm nay vẫn là địa điểm quen thuộc. Mấy hôm rồi bác cần tìm chỗ câu mới nhưng thất vọng tràn trề, nên lại quay lại điểm câu thần thánh này. Hôm nay hy vọng sẽ là một hôm bội thu, bởi điểm câu này cũng ít người biết đến. Mà mấy hôm vừa rồi Câu Cá TV cũng không câu nữa. Nào bây giờ xin mời các bạn hãy cùng với Câu Cá TV2 buông cần và chuẩn bị lên cá thôi. Chúng ta bắt đầu nào. Đã có hàng rồi các bạn ơi, con đầu tiên các bạn nhé, trông cũng khá là lớn. Chà chà, cú giật thật là ngoạn mục. Các bạn thấy đấy, một mình thì khó khăn như thế nào. Một tay thì cầm cá, một tay thì giở túi lưới đựng cá. Loay hoay mãi Câu Cá TV2 mới có thể cho được con cá vào trong giỏ. Không có sự phục vụ của sư phụ, quả thật khó khăn vô cùng. Chú thứ hai các bạn ơi, chú này thì cũng tương tự như chú thứ nhất. Như vậy đã có hai con rồi, có vốn rồi các bạn ạ.
Lại thêm một chú nữa các bạn nhé, chú thứ ba rồi. Một chú cũng xem như hai con trước. Lại tiếp tục là chú thứ tư. Thật là tuyệt vời. Giá như có sư phụ ở đây để xem mình giật cá thì vui biết mấy. Vừa nói dứt lời thì sư phụ đã đứng ngay đằng sau rồi. Và bây giờ thì mình ước là mình sẽ lên những con cá kế tiếp để sư phụ xem cho mãn nhãn, xem đệ tử đã học được võ công như thế nào. Đúng là cầu được, ước thấy một phát giật lên cả đôi chú luôn. Các bạn xem có ngoạn mục không? Sư phụ thì cực kỳ ngạc nhiên và phấn khích với cú giật của mình. Ai chà, quá là tuyệt. Có sự hỗ trợ của sư phụ thì cái việc gỡ cá cũng trở nên dễ dàng hơn. Trong khi mình gỡ một con để cho vào giỏ thì sư phụ cầm con còn lại cho mình. Quá là tuyệt. Song kiếm hợp bích. Nhay nó phải dìu đi, hai con này nó dìu. Dìu cẩn thận. Ông cứ câu cái này mấy đâu. Càng ngày mình phải càng có kinh nghiệm hơn. Chứ mình mà cứ nhanh nháy. Nhanh nháy thì giật tốn rồi. Mồi cho sát. Biến dạng. Một chú cá đỏ bụng cũng dính lưỡi câu, nhưng nó hơi nhỏ. Tiếp tục là một chú cá rất lớn, có lẽ là con lớn nhất của ngày hôm nay. Con này bị mắc vào đuôi nên mình kéo mãi nó mới lên khỏi mặt nước. Là đẹp. Các bạn thấy không? To chưa? Một con đại khủng luôn các bạn ạ. To nhất của ngày hôm nay luôn. Ai chà, tuyệt vời.
Vẫn không dừng lại các bạn ạ, cá lại tiếp tục lên. Đúng là một hôm thăng hoa. Những hôm như thế này rất hiếm, chứ không phải là thường xuyên đâu. Lại thêm một chú kế tiếp. Con này nó lôi xít nữa thì lôi cần xuống ao. May mà mình túm lại kịp. Có lẽ như vậy là quá đủ cho ngày hôm nay rồi. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn kiểm tra sản lượng, xem số cá thu được là bao nhiêu nhé. Mình áng chừng cũng phải là 2 kg trở lên. Chạy cho bé ấy ông. Nó bé, nó trơn. Thêm cả một chú cá mương bé tí xíu luôn. Ở dòng suối này rất nhiều cá mương loại giống như thế này. Các bạn thân mến, video đến đây cũng đã tạm dài rồi. Mình xin tạm dừng tại đây. Hy vọng buổi câu ngày hôm nay sẽ không làm cho các bạn phải thất vọng, đúng không nào? Hãy đồng hành cùng mình để xem tiếp những video sẽ được xuất bản lần tới. Thân ái, chào các bạn.